Hello mọi người, Khắc Công xin chào mọi người. Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân, chương 3533, Si Vưu Trùng Sinh 7. Tạ Vũ Tình trách mắng: "Không nên nói lung tung, ngươi đi nhanh về nhanh." Tạ Vũ Tình ăn xong bánh bích quy, phủi tay bên trên bọt, tiến lều vải đi đổi một bộ đồ lặn. Thứ này là nàng trước đó mãnh liệt yêu cầu tra thử, cho lấy được nàng là cảm thấy xuyên thường phục xuống nước thực sự ảnh hưởng hành động, mà lại đi lên sau đó sẽ ướt thân. Thay xong quần áo, Tuyết Kỳ từ trong lều vải đi ra. Diệp Thiếu Dương tay nâng cái cằm, nhìn từ trên xuống dưới, bị Tuyết Kỳ hung hăng trừng mắt liếc, còn nói: "Nhìn cái gì à, ta không có cái gì." Đi đến mép nước nhảy xuống. Tất cả mọi người bắt đầu khẩn trương chờ đợi. Đại khái qua chừng 10 phút đồng hồ, nguyên bản bình tĩnh mặt nước đột nhiên không gió dậy sóng, nhưng cùng bình thường thủy vực sóng lại bất đồng, giống như một siêu nước bị chậm rãi đốt lên như vậy. Bọt nước từ ở giữa nhất cùng bốn phía bật lên, bọt nước càng lộn càng lớn, giống như là toàn bộ đập chứa nước bị thiêu khô như vậy. Diệp Thiếu Dương bén nhạy phát hiện tại sôi trào hắc thủy bên trong ẩn ẩn hiện ra một chút màu đỏ là máu. Diệp Thiếu Dương, Tạ Vũ Tình có chút bận tâm nắm được Diệp Thiếu Dương cánh tay. Thiếu Dương cái gì cũng không nói, đem loa lớn giao cho Vương Tiểu Bảo nhường hắn nói nhiều, cổ vũ mọi người kiên trì ngàn vạn không thể rời đi pháp đàn, không thể đình chỉ làm phép, không phải vậy liền phí công nhọc sức rồi. Nói xong hắn bắt đầu cởi quần áo, vì tiết kiệm thời gian trước đó hắn đã đổi lại quần bơi. Thân là một người nam hán là cảm thấy không cần thiết mặc cái gì đồ lặn, cầm lên Thất Tinh Long Tuyền kiếm, đem Tị Thủy Châu ngậm vào trong miệng, một đầu đâm vào trong nước. Bởi vì Tị Thủy Châu tồn tại tại như trong nước, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, từ đầu đến cuối có một bộ phận không khí tồn tại. Dạng này tại dưới nước cũng có thể hô hấp. Vào nước sau đó, Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy so với bình thường nước muốn lạnh đến nhiều. Càng hướng xuống mặt đi, khí âm hàn liền càng lộng, dòng nước đi lên trùng kích cũng càng mạnh. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm khái: "Không phải mình đắc ý, cái này cần thua thiệt là chính mình, biến thành người khác thật đúng là liền khu nước sâu đều không thể đi xuống." Phóng nhãn nhìn lại bốn phía tối đen một đoàn, cái gì đều nhìn không thấy. Diệp Thiếu Dương dùng móng tay bóp lấy lòng bàn tay Tuyết Kỳ hồn ấn, truyền một cái tín hiệu. Chờ một hồi, Tuyết Kỳ cũng cho một cái tín hiệu qua đây. Diệp Thiếu Dương căn cứ cảm giác được phương vị tiếp tục hướng hạ du. Đại khái bơi có 10 phút đồng hồ, dòng nước càng thêm mãnh liệt, Diệp Thiếu Dương tăng thêm tốc độ xuống dưới, mở thiên nhãn xuyên qua tối đen khí âm hàn, thấy được Tuyết Kỳ chỗ tồn tại. Bên người nàng vây quanh mấy cái to con, khó mà nói cái gì hình dạng sinh vật, song phương ngay tại chém giết. Tuyết Kỳ mặc dù không bằng Tranh Tử như thế ở trong nước có bổ trợ,
nhưng cũng 10 phần linh động. Tại mấy con tà vật ở giữa thành thạo điêu luyện ghé qua. Diệp Thiếu Dương nhích tới gần thời điểm nàng vừa mới giết chết một con to lớn. Diệp Thiếu Dương sờ qua đi, vốn định đánh lén bên trong một cái, kết quả bị phát hiện rồi. Cái này dáng dấp cùng cái u linh giống như đồ vật sờ soạng qua đây, há mồm phun ra một đại đoàn màu xanh sẫm đồ vật giống như một chi thủy tiễn bắn tới. Diệp Thiếu Dương quay người né qua, rút kiếm, một kiếm bổ tới, trực tiếp liền chém thành hai nửa rồi. Cái này toàn thân giống như một đoàn hơi mờ, vải plastic, vò lên đồ vật, chia hai nửa, sau hướng đáy nước rơi xuống. Mặc dù nhìn qua Diệp Thiếu Dương nhất kích tất sát, không nên quá nhẹ nhõm, nhưng mới vừa đối mặt ở giữa, hắn cũng kiểm tra, đo lường ra tà vật này thực lực có chừng mị đẳng cấp này, thực lực đại trí tương đương với đạo sĩ bên trong thiên sư cảnh giới. Tại trong ấm thủy hà này thực lực lại rất nhiều thành, trách không được 7-8 cái có thể vây quanh Tiết Kỳ một cái đánh. Kẽ nứt còn tại phía dưới, đại khái còn có sâu vài chục thước. Tuyết Kỳ nhìn thấy Diệp Thiếu Dương lập tức bơi tới bên cạnh hắn, nói ra: ngươi tiếp tục dưới, ta giúp ngươi thanh lý. Tuyết Kỳ vì vậy tiếp tục lặn xuống, Diệp Thiếu Dương cũng theo sát lấy, cản ở sau lưng nàng, đón mấy cái kia ngoại hình kỳ lạ tà vật, một hơi thở giải quyết bọn hắn, cũng đi theo chìm xuống dưới. Tại dưới nước đấu pháp cảm giác thực sự hỏng bét. Diệp Thiếu Dương cảm thụ một cái, chính mình nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 6-7 thành thực lực, mà lại theo chìm xuống trong quá trình khí âm hàn càng phát ra áp bách, cảm giác không khỏe càng phát ra mãnh liệt. Theo lặn xuống, từ phía dưới lại không ngừng xuất hiện rất nhiều kỳ quái sinh linh. Diệp Thiếu Dương đại khái quan sát, có một ít đại khái tại trong điển tịch thấy qua, càng nhiều thì chưa từng thấy. Bất quá đã thấy nhiều, hắn cũng hầu như kết xuất một ít quy luật. Những sinh linh này mặc dù ngoại hình kỳ lạ, nhưng trên thân cũng đều có thủy tộc sinh vật đặc thù, tỉ như có một loại xác ngoài trưởng thành hình bát giác rùa, tiến công thủ đoạn là giống trục, một dạng không ngừng xoay tròn phóng xuất ra cường đại linh lực, lệch hắn xác ngoài cứng đến nỗi giống kim loại giống như. Còn có một loại toàn thân màu lam, nhức đầu, thân thể nhỏ cá, dáng dấp giống như là nhân gian đầu to cá mè, phương thức công kích là không ngừng phun ra ngoài nóng rực khí lãng, uy lực không thể coi thường. Đây đều là ấm thủy hà bên trong cấp thấp sinh linh, chưa nói tới thiện ác tốt xấu. Tính cách của bọn hắn tựa như tự nhiên mãnh thú, sẽ công kích tiến vào chính mình phạm vi bên trong bất luận cái gì sinh linh. Chân chính ác linh là ấm thủy hà bên trong những cái kia đã sinh ra linh trí, sau đó bị vô cực quỷ vương lung lạc khống chế sinh linh, những này mới là khó đối phó nhất. Tại tiếp tục chìm xuống trong quá trình, Diệp Thiếu Dương gặp mấy cái sinh linh như vậy,
Mở thiên nhãn, hắn có thể nhìn thấy những sinh linh này, đỉnh đầu, tâm, một vòng màu đỏ. Đó chính là thần trí tồn tại đặc thù. Hắn một đường giết tới, một bên phóng thích chân khí đến chống cự, không ngừng đánh tới, mãnh liệt, khí âm hàn, thẳng đến xuất thủ cùng hành động ở giữa, tác động. Động tác càng ngày càng ngưng trệ, thật giống như thân ở sền sệt vũng bùn bên trong. Cái loại cảm giác này, nếu như là phạm vi nhỏ, lấy thực lực của hắn, căn bản là không nhìn. Nhưng nơi này là ấm thủy hà, liền xem như mạnh như hắn, cũng không có cách nào dựa vào sức một mình đối kháng. Ấm thủy hà liên tục không ngừng khí âm hàn, cho nên xuống đến nhất định chỗ sâu. Sau đó Diệp Thiếu Dương thực sự không cách nào đi tới. Mà lại xông tới ngăn cản bọn hắn tiến lên, sinh linh càng ngày càng nhiều, chủng loại cùng thực lực cũng càng phát ra cường đại. Ngươi thế nào? Diệp Thiếu Dương tại bầy cá ở giữa giết ra một đường máu, nắm chặt hỏi Tuyết Kỳ. Ta còn tốt, ngươi đừng quên ta bản tôn cũng là ấm thủy hà sinh linh, ở chỗ này cũng sẽ không thích ứng, chỉ là những sinh linh này quá nhiều quá phiền, xuống chút nữa ta sợ không phải đối thủ. Khoảng cách vết nứt vẫn còn rất xa, 100 mét đi. Tuyết Kỳ đứng ở trong nước cảm giác một hồi, phán đoán nói: không đến 100 mét, vậy ngươi yên tâm đi thôi, ta bảo vệ ngươi. Diệp Thiếu Dương cười sờ lên đầu của nàng: trở về mời ngươi ăn kem ly. Đi ra, Tuyết Kỳ quên liếc mắt đen ngòm phía dưới, vừa rồi bị Diệp Thiếu Dương thanh lý qua một phen, thủy vực lần nữa hiện ra, các loại lớn nhỏ không đều sinh linh chen chúc mà tới. Tuyết Kỳ hít sâu một hơi nói ra: Diệp Thiếu Dương, ngươi nhưng phải bảo vệ tốt ta. Ta nếu là chết ở phía dưới, ta có thể không để yên cho ngươi. Lời này của ngươi có sơ hở trong lời nói. Ngươi nếu là chết rồi còn thế nào cùng ta không xong. Tuyết Kỳ nghĩ cũng phải, nghĩ đến đổi giọng nói chút gì, bị Diệp Thiếu Dương tại sau lưng dùng sức đẩy một cái, nói ra: mau đi đi, không chết được. Video khắc công đến đây là hết. Tạm biệt mọi người.